Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khảo lần nữa em ơi. Ngày mai chúng ta cùng trở lại với một video tăng trưởng môn ngũ độc tháng 12 này. Và sau khi chính thức gộp mấy trụ S8 và S9 lại thì hiện tại đây là mấy trụ S9 Giang Sơn Khí Sử. Thì đây là năm độc tăng trưởng môn tháng 12 vừa rồi. Anh em cùng nhìn sơ qua điểm kỹ năng và tiềm năng của năm độc này cho anh em xem nha. Đầu tiên thì chúng ta thấy thì đang có cho mình 162 sức mạnh và 1180 sinh khí. Và lượng máu đang có cho mình là 8400, tương đối là gần 8500. Và bên hướng tiềm năng thì hiện tại này đang có cho mình là 3 kỹ năng vốn có nè em ơi. Đang sử dụng được 3 kỹ năng vốn có mọi người. Đó, 3 kỹ năng là 30 cộng 3, 1 cộng 3 và mọi thứ là 1 cộng 3, 20 cộng 3 là 3 kỹ năng. Thì 3 kỹ năng này là ở đâu? Thì càng khôn 2 cấp là cái vầng trăng trên đầu nè em ơi. Và một cái thanh kiếm này là sơn hà 3, một cấp nữa là 3 cấp nha nè. Đó, năm độc thì như vậy. Và hiện tại phi trần đang có cho mình là sau khi lên tăng trưởng môn thì có cho mình một ấn tín. Ấn tín ngũ độc tăng trưởng môn. Kháng tất cả năm, âm phong thực cốt một cấp, huyền âm chảm một cấp và đoàn cân hộ cốt một cấp. Đó thì đây là skin 9x đều có một cấp nè mọi người. Tiếp tục là một cái đao, một đao có thể nói là một đao linh tiệt, một đao hồng mỹ linh tiệt mà minh ảo cấp 3 và tốc độ có cho mình đó là 30, độc sắc 20, biến sắc 81, vừa móc 81 luôn, quá đẹp. Móc 81 này thì vẫn tính ra là 81 thì chỉ được khoảng móc 73 thì vẫn chưa lên móc cao lắm. Móc này chỉ bằng 73 bằng sắc thôi, sát thương 33 và sát thương 81%. Đó, cái đao này đao hồng mỹ linh tiệt đã ép lên cấp 3 rồi. Sở hữu cho mình tiếp tục đó là một set hiệp cốt, thì nói chung là set hiệp cốt mắt này mà cái gia truyền này là ổng mang ra chơi, còn gia truyền 40 thì trong bang đợi nữa mà không chịu mang, chắc là lấy sinh lực cao. Rồi, một áo cực phẩm hiệp cốt mắt ộp 50, sinh lực 199. Một cái nhẫn hiệp cốt cấp 5, sức mạnh 60, đỡ có thể kích tháo ra, kích tháo vào kích đồ. Một cái ngọc bội cực phẩm hiệp cốt kháng băng 30, kháng tất cả 5 và sinh lực 240. Và một con ngựa có thể nói là một con ngựa vòng sáng tối phiến một cấp, khá đẹp. Đó. Rồi, tiếp tục đó là một cái bao tay thủ lý 21, làm chậm 30, sinh lực 42, nội lực 117. Tiếp tục là một đai lưng phòng thủ lý 21, làm chậm 20. Tiếp tục là một đôi dây phòng thủ lý 21, tóc 27, sinh lực 123 và làm chậm 40. Thì hiện tại ba món này thì kèm lại thì phi trần đang có cho mình đó là khoảng là 95 chậm. Đó, 95 chậm. Kèm với một cái nhẫn kháng hỏa chón. Đó, nhờ một cái nhẫn kháng hỏa chón. Đó nè, thì sẽ đồ tương đối như vậy thôi. Kèm với một cái mặt nạ. Ô, không mang mặt nạ kháng cảnh năm mà. Chắc là bỏ quên ở rương rồi. Một trang sức sinh lực 200 và một ấn tín không nói, một cái phi phong kháng cả 10. Đó. Thì lượng kháng của phi trần như thế này năm ơi. Nói chung là tương đối là phòng thủ mát. Kháng hàng 60, sâu ít kháng lôi 62, kháng họ 54, kháng độc. Đó. Thì ở server này thì set hiệp cốt này nè, thì hiệp cốt mắt ộp này á thì nó nằm dao động khoảng tầm 2 triệu hơn cho đến 3 triệu. Set này là set cực phẩm nha nè. 2 triệu hơn cho đến 3 triệu. Cái nhẫn này ép lên cấp 5 khá là cực ở này mà. Không đơn giản đâu. Đó. Còn cái đao này thì server khoảng tầm vài trăm nghìn cho đến 1 triệu đi, khoảng 1 triệu đi. Và phi trần đập lên cấp 3 thì chắc cũng mất mớ tiền này mà. Tại vì cứ một lần đập thì một cấp đập thì tỷ lệ thành công chỉ có 20% thôi. Và đã đập lên cấp 3 thì đây cũng là một trong những cái cố gắng của ạc này. Đã đập lên 3 cấp thì chắc cũng tốn thêm một mớ nữa, chắc cũng tốn hơn triệu mấy 2 triệu nữa này mà. Tại vì ở server này thì lượng bí kíp đập thì hơi rẻ, không được mắc lắm. Nên là đập cũng đơn giản thôi. Một lần đập thì tốn mấy nghìn bạc như một máy cao su. Rồi, cái nón này tốc độ đánh 16 và độc sắc nội công 100, nội công 19, sinh lực lực 18x. Thì cái nón này thì phi trần mang vào được cách bùa thôi nè mày. Cách bùa thì nó sẽ nhanh hơn. Đi hướng bùa thì búp những cái bùa thì nó chạy bùa rất là tốt, rất là nhanh. Rồi. Bao tay này thủ lý này thì cái nón này thì khoảng server này khoảng tầm vài trăm nghìn thôi nè mày. Tại vì năm độc thì không ít người xài lắm. Chỉ bùa và mang vô thì có búp nhanh là ok thôi. Rồi, hiện tại sở hữu một bao tay thủ lý 21, 130. Thì bao tay này ở server cũng dạng hàng hiếm nè em ơi. Bao tay này theo khả dự đoán là bèo lắm cũng phải ít nhất phải 3 cho đến 5 củ. 3 cho đến 5 củ tùy người mua. Tại vì bao tay hiếm lắm nè em ơi. Rồi, tiếp tục là đại lưng. Đại lưng thì đại lưng này cũng khá tương đối 21-20. Thì đại lưng này khả nghĩ chắc cũng hơn 1 triệu cho đến 1 triệu hơn gần 2 triệu là cao. Đó. Bao tay thì đắt này, bao tay thì hơi hiếm này.
sinh lực động lực khá đều và được 130 thì nó sẽ đẹp hơn đai lưng này nhiều. Rồi, một đôi giày này thì hiện tại hơn 2 triệu hơn đôi giày này. Đôi giày này tóc hơi tóc thôi. Đôi giày này hồi xưa Khải đỡ lại cho anh Thành này. Rồi, nói chung là tổng set đồ này của Phi Trần thì đặc biệt vẫn là con bông tiêu. Bông tiêu này là nhìn vào là giá trị nhất anh em ạ. Bông tiêu này có thể nói là giá trị nhất của set đồ Phi Trần. Bông tiêu này vòng sáng này nọ các kiểu thì bông tiêu này trị giá hồi xưa thì khoảng tầm 5 đến 6 triệu nhưng mà tầm này chắc khoảng tầm Khải nghĩ tầm hơn nửa giá một tí là khoảng 3 triệu hơn. Nói chung tổng set đồ này thì những món thủ lý như thế này, cả đồ thì set fit đồ Phi Trần này khoảng hơn chục chai anh em ơi. Hơn chục chai nha. Mới tính đồ nha anh em mà chưa tính cái ạc nha mọi người. Đó. Hơn chục triệu Việt Nam đồng. Rồi, anh em xem video thì đừng quên để lại cho cao thủ Nam Độc Phi Trần tăng trưởng môn tháng 12 này. Sau khi gột server thì Phi Trần đã có cho mình một danh hiệu khá là đẳng cấp dành cho về bản phận. Và không gì hơn, kính chúc Phi Trần như là kính chúc tất cả anh em xem video một ngày mới vui vẻ và luôn hạnh phúc và chặng đời vui vẻ nha. Rồi, ok luôn. Anh em xem like, xem video thì đừng quên để lại like, chia sẻ mạnh và chia sẻ mạnh video này để nhiều người biết đến Phi Trần hơn nha anh em. Và Khả hay live stream vào lúc 7:30 tối hàng ngày. Anh em rảnh rỗi thì có thể lên xem ủng hộ chơi nha. Đó, anh này thì mắc 120 lâu nè mày. Mắc 120 lâu rồi. Và ở đây Sơn Hà 2 đã chưa mắc 27 chưa mắc. Rồi, anh em nhớ like chia sẻ mạnh nha anh em ơi. Like chia sẻ mạnh ủng hộ nha anh em ơi. Rồi, với ứng kháng châu bò như thế này thì Trần đi bùa đi đam khá tốt nè mày. Đó, đó là đang đi tăng theo hướng đao, đao vừa bùa nè. Rồi, ok, anh em xem video nhớ cho một like ủng hộ chơi nha anh em ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến những video tiếp theo cho anh em xem nhé.